Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Anh ơi, anh em mình lên ám trên này đi. Đó, xong anh em mình sẽ quay xuống nhé. Thì được tiếp đoàn của các anh chị em ở trong hội nông dân xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Anh chủ tịch hội là gì nhỉ? Em còn chưa quên đây. Anh Chiến. Anh Chiến nhỉ? Anh Chiến chủ tịch hội. Đưa các anh chị em lên thăm mô hình táo và cũng thăm các vườn táo ở quê mình nhé. Thì các giống táo ở dưới anh cũng làm rất là nhiều, quan trọng nhất là cái cách làm và cách giao lưu thôi. Đấy, thì bây giờ mời các anh sẽ xuống cái vườn này luôn ạ. Đấy, xuống. Vâng. Ấy quả nhiều rồi này, rất nhiều quả. Các chị xuống đi ạ. Dạ, không, cái táo vừa ra đấy anh ạ, đấy là gọi là quả chiêm sớm anh ạ. Anh vào phía trong nữa đi, cái mức độ quả chiêm sớm, quả mùa thì đương nhiên là đội này nó sẽ bán khoảng tầm tháng 10 âm lịch là bắt đầu có rồi anh nhé. Các ông ơi, cần phải đấy. Cái đấy này không phải chun công như mình đấy, ở dưới đây này. Đúng, cái đấy là sẽ để làm cái giá đỡ đấy anh. Giá đỡ của cái mầm mới. Phải áp dụng cái này này. Đấy. Cái này hay này. Đấy, mình cứ cưa quịt hết. Đấy, anh cưa thì tất nhiên anh chống lên phải mất vất vả hơn. Đúng rồi. Đúng chưa? Thế cho nên là cái này là hay này. Vâng. Được đấy, hàng năm phải áp dụng hết cho nông dân, áp dụng hết cái này là buộc. Bớt lại cái cành chính này để làm cái giá đỡ của cái này thì mình không phải chôn gông nữa. Thì xong rồi mình đẽo cho nó chết ở cái tầm kia. Đấy, mình làm dối mình. Anh em hỏi là cái táo này là khoanh là vào tháng mấy đấy? Cái khoanh này là tầm cuối tháng 5 âm lịch đấy anh. Cuối tháng 5 âm lịch đấy. Thế mà giờ chưa đầy nhỉ? Đấy, cũng gọi là cơ bản là cũng đã đầy hết rồi đấy chú ạ. Cũng có vâng. Đầy, nhưng mà cái táo lời mình ấy nhỉ? Như nào anh? Cái lời mình nó có cho ruồi, thằng ruồi nó... tất nhiên là phải xử lý rồi anh, chứ nếu không là không được ăn đâu anh ạ. Đây chắc chắn được ruồi. Đây nếu mà nhìn nó có nốt ruồi. Có rồi, những cái lớp chiêm này chắc chắn là sẽ nhiều ruồi vàng ạ. Nhưng mà cái tỷ lệ trên này đội em được thu thì vẫn ok anh nhé. Tức là đây bây giờ ví dụ em sẽ lấy một quả mà có ruồi vàng nó châm nhé. Đây thử nhé. Đây chú thử, cháu không có dao đây nhỉ, chú thử bóc ra. Không cần dao nhé, bóc ra không sẽ không, không có sẽ chết hết trứng rồi chú ạ. Chết hết trứng rồi. Thế là mình xử lý là phun hay là tầm non này thì sẽ mình phun anh ạ. Vâng. Có thuốc ruồi vàng nhỉ? Vâng đúng rồi ạ. Nó sẽ đảm bảo là sẽ được thu của mình. Đấy, chứ không thể là chích vào lại hỏng được. Đây những cái cây đây các bác, đây là xuất ở cái đất mà trồng thì cái này là nó sẽ bở bở bột bột. Đúng rồi, có thể như vậy, có thể các anh em chất đất hoặc là cái chăm sóc gì đó, nhưng mà ở trên đội em này chất lượng ok lắm. Còn em thì chắc quả nó là chất đất chứ không phải đấy đâu. Có thể là do chất đất đấy nhỉ. Cho nên ở dưới. Thế là mình đã trồng xuân thử rồi gì? Có trồng xuân rồi. Cách đây 10 năm à? 10 năm trở về trước. Vâng. Hầu như quả rất nhiều. Nhưng mà đấy thì để ở dưới em mà làm thì cây táo này nó cách nhau xa lắm. Xa. Không, nếu mà diện tích như thế thì ok lắm. Tầm 6 mét một hàng. À vâng. Thế thì rất là tuyệt vời. Có nghĩa là chúng em mà làm táo đại nó rộng là 6 mét rưỡi. Vâng. Trộn nó chín cả. Không, cái này sẽ không bị anh ạ, sẽ không bị anh Chiến ạ. Đội em xử lý này thì đảm bảo là tầm cái lớp đầu vụ này thì có thể bị một tí đẹo. Cái đầu vụ này nó thời tiết nó nắng và nó nóng như này thì sẽ bị một tí. Còn như gần giữa vụ thì gần như không có một tí gì luôn anh. Và không bị xuân 21 nó dễ đậu hơn cái đài. Vâng. Mình đang hỏi là cái thằng ruồi nó đốt đây này. Hầu như 10 quả là đây là nó bị cầm rồi. Thế nhưng mà đạn rồi nó chín lên nó bắt đầu nó phá trong. Đấy nó không phá trong. Cái này sẽ không phá trong anh nhá. Không phá trong đâu bởi vì là trứng đã bị ung và diệt hết toàn bộ rồi. Diệt hết toàn bộ rồi. Đấy tức là anh nhìn thấy cái gần như quả nào cũng có một cái vết châm đúng không? Ít nhất là vạt một hoặc hai. Vì anh ạ, tôi nhìn mà 10 quả này cả 10 luôn. Vâng. Ở dưới em mà tất cả những cái quả nào mà nó bị vẹo như thế này thì hầu như là phải bỏ 100. Vâng, thế thì gần như lớp đầu của đội anh không ạ. Đây đội này gần như là chín anh này. Đây muốn chín này. Ờ đây chín này. Quả này muốn chín. Quả này bên trong sẽ bị này. Đấy, quả này sẽ bị đấy, này. Quả này bị sớm này. Tức là quả này xáo trong nó sẽ bị hỏng. Này. Sẽ bị một số anh ạ. Một số không đang mà. Em nó bỏ hết đây này. Quả như thế này là không bao giờ được thu được. Vâng. Đấy, cũng có, đúng rồi. Hay là xuân 21 ở dưới mình khác xuân 21 ở trên đây nhỉ? Không, nó cũng thế. Lá nó cũng giống nhau. Cũng. Hả? Xuân 21 đấy, xuân 22 cũng giống. Cuối tháng 2 và sang tháng 3.
Đấy thì đương nhiên đội anh dưới anh muộn hơn trên này khoảng tầm 2 tháng. Đấy, đúng không? Đấy, trên này mình cứ gọi là dọn vào tháng giêng. Thì tháng giêng mình về vì là chủ nước tu. Nhưng mà em thấy từ trước đến nay thì chưa có cái năm nào là năm bảo là được dọn táo trong cái riêng. À, bởi vì bản thân thằng táo đại thì nó cũng chín cũng tương đối là muộn chứ đúng không? Nó chín muộn. Ừ. Thằng táo đại nó chín cuối muộn. Cũng bở như thế ở dưới. Nói chung là cũng ở cái thời điểm mà này thì chắc chắn là cái tỷ lệ ruồi vàng nó phá rất là mạnh mà anh. Vâng. Ở dưới em mà ấy là bọn em vừa phun nên vừa phải đi treo. Đi treo bẫy phải không? Và ở dưới như anh thì là trồng bao nhiêu gốc bản thân như nhà anh khoảng, tức là tổng cả vườn là bao nhiêu gốc ấy? Tổng cả vườn nó tầm độ 300 à? 300 hơn 300. Thế như năm ngoái thì thu nhập khoảng bao tấn? Ủa, năm ngoái nó mất mùa thì trả ở dưới thì lại trả ăn thua gì. À thì à? Chứ bình thường nếu được mùa 300 gốc thì cứ tính khoảng 30 tấn ấy nhỉ? Vâng, cứ xác định khoảng 30 tấn. Và thế là vậy diện tích ở dưới là nếu mà tính về Phúc Thọ là Hiệp Thuận là cái xã táo gọi là nổi tiếng nhất đúng không? Đúng, và đúng rồi. Bởi vì ở dưới là táo của nó ở dưới bọn em đấy là đất nó đất pha cát chứ không phải là cái đất đấy. Vâng, đất bờ sông đấy nhỉ, đất phù sa đấy nhỉ. Đất phù sa đấy. Đất đấy. Vâng. Chứ không phải là đất đồng, đất cứng. Vâng. Cũng không được, đất lớn quá nó cũng không đấy. Vâng. Cho nên là đúng không? Cái khí hậu nó khác nhau. Vâng. Cái này nó đỡ. Cái kỹ thuật này là đương nhiên mình không phải chôn rông. Và hai nữa là anh mất không phải mất cái thời gian để anh rong cái cây nhỏ lên. Vâng. Thì đương nhiên là khi cây nó anh hai là anh cố định được cái tán của nó. Vâng. Cố định được cái tán của nó cho cái vụ sau này này. Vâng. Để nó đỡ mất cái chi phí lao động. Sang năm ta lại bỏ cái cũ này. Đúng này, rồi. Lấy cái mới. Lại lấy cái cây của cái cây này anh ạ. Vâng. Và tạo tán và cố định. Nó cũng rất là dễ và vì là mầm non mầm niếc mình cứ buộc ngay vào. Vâng. Rất là dễ. Vâng. Mưa gió kệ. Được, cái này là hợp lý. Có quan trọng là lên để giao lưu với cả các bác ở dưới là cũng mỗi ở mỗi nơi có một cách làm khác nhau mà. Rồi. Nên là đấy đang muốn và mỗi nơi có một cách làm. Và bọn em mà như thế này thì hàng táo này sẽ bỏ. À tức là sẽ bỏ đi chứ. Bỏ thì đấy hàng kia vào bên này đúng. Thế thì nhau tầm thế thì tán nó sẽ vươn rất là khỏe. Khỏe. Khỏe lắm. Và đúng rồi. Cây cách cây nó vào nó cũng vào tầm 4-5 mét. Và đó. Đây cái lượng lượng đấy là lượng táo chiêm sớm chứ còn táo lượng táo mùa nó đậu là như này nó đây đang đổ như ở dưới anh thì đã nhìn thấy quả tí nào chưa? Dưới nó chưa có. Chưa cả có hoa nhiều á? Nếu hoa nhiều thế này cũng ít. À vâng, tức là hoa nó sẽ muộn. Hoa hơn. Gọi là có nhưng mà chỉ gọi là bất đắc dĩ một nương nào đó. Vâng vâng. Tóm lại là không để khi cây nó gằn vâng. Xuống. Vâng. À, cây nó gằn. Anh cho em hỏi ở trên này có cái loại nó có phát ra cái loại táo bi nhỏ nhỏ không nhỉ? Có anh ạ. Cái điều đó không tránh khỏi vì nó tùy vào lớp hoa ấy anh. Đúng rồi. Đấy cái lớp hoa thì tất nhiên thì cũng có năm mà có đám tìm chả thấy quả táo bi nhưng cũng có đám thì toàn táo bi. Nhưng mà cái nơi mốt là hình như là ít táo bi không có táo bi đâu. Có. Bây giờ thì mời các bác sẽ sang cái đám Đài Loan nhé. Chủ yếu là xuân nhé. Các bác thăm một chút cái đám Đài Loan này. Đại mật rồi kim đào mật. Ờ đúng rồi. À, vâng. Cây táo này chắc chắn là sẽ dễ đậu hơn ở dưới mình bởi vì nó cứ giữ được cái độ ẩm. Thế là nhìn bác. Không, trời đất này đất đồng đấy. Đất này nhưng mà nó thịt nhiều hơn cát anh ạ. Đối em là đất thịt nhiều. Cái này là chắc đất. Vâng, chắc đất chứ đối anh nếu đất cát là mưa có thể súng ngay mà nắng có thể khô ngay. Đúng rồi. Đấy, nó có đặc điểm thế. Đất đồng của mình. Đúng rồi. Còn em là đất pha cát mà. Vâng. Đất mình là đất pha. Và bây giờ anh em đây, bây giờ mời các anh em sẽ xuống cái đám Đài Loan nhé. Đây Đài Loan đây anh em. Đó. Đây cái mức độ hoa của Đài Loan thì nó cũng đã so với cả táo dưới anh thì thế nào rồi. Đây Đài Loan đây. Hoa nó cũng ra rồi. Ở dưới anh thì có khoanh không? Không dám khoanh. Không dám khoanh à? Không dám anh bởi vì nó non như thế mình làm gì nó non mà dám khoanh được. Vâng. Bọn anh đây là bọn anh khoanh được cái này cây táo của nhưng Đài Loan so với cả táo xuân của đội em là thu cũng muộn hơn khoảng tầm 15 đến 20 ngày hoặc 1 tháng đấy. Rồi, tức là
có nhưng mà nó vẫn xong trước Tết. Không, như đội này sau Tết này anh này. Sau Tết sau Tết đáng kể. Sau Tết đội em có năm vào tháng 2 hoặc là giữa tháng 2 mới phá này. Như năm vừa rồi là cũng loanh quanh phải tầm sang tháng 2 rồi mới chặt cây đấy. À. Đấy chứ không đơn giản đâu anh ạ. Đây những thằng này này. Cái táo này đã lầy ở dưới em mà khoanh thì xác định rằng nếu tháng 5 mà đã xử lý rồi thì vẫn non lắm. Vâng. Bởi vì cái bọn em nó nảy mầm khi mình dọn nó nảy mầm ra vâng. Chậm lắm vâng. Đấy. Anh em mình cứ thử đi sang phía bên này nữa xem. Có đến khoanh thế này cũng là hơi rộng anh ạ. Đúng không? Phân lên đấy anh ạ. Nhưng mà sau từ đời lên nó như thể ghép đấy nhỉ. Ờ không, anh nó, đấy, khoanh là nó sùi lên đấy, dinh dưỡng là nó bị sùi lên phía trên. Cái đấy là phát triển. Khi khoanh phát thì ở là nó sẽ to. Trên đấy, dưới đấy, trên đấy là như... Nó sẽ to hơn anh ạ, nó sùi và nó to hơn. Đây là Đài Loan hả anh? Ờ, cây đấy là cây xuân anh nhé. Ờ, Đài Loan đấy, cây Đài Loan bên cạnh này. Đây, ở bên này trồng sen anh nhé, cả Đài Loan lẫn xuân luôn. Đâu, cây nào, cây gì? Đài Loan đây, Đài Loan đây em chỉ. Đấy, chín đúng không? Bọn anh không phải trồng sen táo chua đúng không? Không, em đội em sen thì chủ yếu đa phần là nếu anh nghĩ em sen thì sen táo xuân ở giữa thôi. Tức là không em ở dưới kia là phải trồng sen táo chua vào thì đâu mới đậu hoàn. Tức là thụ vân chéo đấy hả? Đấy. Rồi ok, nói chung là ở trong ấy đúng theo kiểu miền Nam đấy, còn đội em trên này thì một số thì cũng là trồng táo xuân trước vào. Hay là táo xuân. Đây, đây táo Đài Loan này anh. Thì cái lượng hoa như ở dưới anh thì đã như này chưa? Chưa làm gì. Chưa đâu. Chưa. Chưa một tí hoa nào, Đài Loan là chưa một tí hoa nào. Nói chung đến nếu như mà Dũng Nằm mà sớm thì nó chỉ có một số nhỏ nhỏ. Gọi là nhỏ nhỏ một ít thế thôi gì. Chứ nó phải chưa phải là được nhiều lắm đâu. Vâng. Nó chỉ nhú nhú hơi hơi thế này. Năm này á, 10 chục năm ấy nhỉ. Thứ 7 mà, tầm đây rồi. Còn những gốc bự thì có chục năm rồi anh. Năm gốc. Đối anh để cây nó lực như thế thì tất nhiên gốc nó sẽ to. Cái gốc mà như thế này thì bọn em nó chỉ rơi vào tầm cái độ 6 năm. 6 năm à? À thì à. Đấy như gốc này nó phải tầm chục năm hơn, đấy, trên dưới chục năm này anh ạ. Không, cái gốc này to đấy. Đấy, trên dưới chục năm đấy anh ạ. Trên chục năm anh ạ. Bọn em chỉ táo thì để trong vòng tầm độ 4-5 năm là trên này thì nó gì về đến cái phần giống để không, thay không? Tóm lại là thích thì thay thôi chứ còn như đội em có nhà để mười mấy năm vẫn thu bình thường mà. Cây vẫn khỏe mà. Đây gốc này nó anh thấy to không? Ôi to, cực to luôn đấy, già. Cái đường vanh nó phải mét hơn mét rồi. Đúng rồi. Đấy. Ờ, nói chung là... Anh Cương thấy cái lô táo ý chưa? 3-4 năm là phải thay gốc. Vâng. Sơn được chết mà còn chết đâu. Vẫn khỏe như thương. Nói chung là kiểu thích thay thì thay anh ạ. Còn không vẫn cứ để thu bình thường. Táo 52. Đất này thì nó sẽ mát hơn so với đất ở dưới anh. Đất dưới anh nó nóng. Đất phủ xa, đúng không? Nắng thì nó nóng mà mưa nó xuống nhanh. Đa số là xuân hơi mưa nhiều đúng không? Ờ, cái khu này là đa phần là xuân nhiều anh. Chứ còn khu nào là nó Đài Loan với Đại có không? Đài Loan thì phải dịch lên cách đây khoảng vài cây số nữa cơ. Còn chỗ em này thì xuân thì ít hơn so với Đài Loan. Còn Đại Mật thì em sang đây, còn nếu không thì lát đưa các bác ra vườn thì chỗ nhà em lại đi cái đường em đường ô tô nó lại không ra được. Đấy thì nó hơi xa một. Đây là phân chấu anh. Đây phân gà anh ạ. Nhưng mà phân gà chấu đúng không? Đúng rồi, phân gà chấu anh ạ. Tại sao mình lại phải cắm cái que vào đấy để làm cái thực ra là để cắm vào để cho nó cố định nhưng nó chả ra. Cắm cố định và để cho nó kiểu thủng bao ra để cho nó bơm nước vào anh cho nó cố định nhé. Bơm nước để cho nó từ trong lấy ra đấy. Nhưng mà thời điểm này như táo xuân có quả rất là nhiều, tầm này là đã phải thúc mạnh như này, trên đúng em rồi, đã thúc quả. Rồi. Vâng, đúng đấy, rồi. Thúc quả các loại phân là vào rất là mạnh rồi. Ở dưới em thì nó nếu mà có bằng tầm này rồi thì cũng thúc mạnh. Đúng không, 3 năm, 1 năm chú vẫn thay, chú còn chú thay. Trên đây là có những gốc có khi phải 10 năm, chú đang nhìn gốc này 15 năm. 10 hơn chục năm ạ. Đây, gốc đây, to. Gốc nó bự. Gốc to trong đấy là... Chúng 10 lời là nhiều quả nhiều hơn. Vâng. Đây lượng quả thì rất là nhiều luôn. Mà cái chất đất trên này nó khác nhiều dưới chú. Đất pha trên này nó thuộc hệ đất đầu ruồi rồi. Đây. Đất quanh là hơi chuẩn bị. Đấy. Hai cô thư ký đang bảo là ảnh về để được. Sao cả? Ngang một cái ông đi check in. Đi chụp để lấy tư liệu. Xong rồi nhận tiền check in đấy. Về giới
giới thiệu với bà con các gốc táo 10. Thế là do bác chủ tịch hội là kết nối à? Hay là do cái anh điện thoại lúc sáng? À, anh lái xe. À, thế bởi vì sáng nay em rất là bất ngờ luôn. Một đoàn rất là có đi ra nào còn đông hơn đấy thì nhưng mà à, sáng nay ở dưới mưa quá. Mưa quá. Thế là không ấy được thì về ông trưởng đoàn ông bảo thôi quyết định. Vâng, thế nhưng mà dù sao thì đột xuất cũng rất là ý nghĩa. Đoàn ông bảo thôi vâng, quyết định đi thì đi chẳng có. Thế chắc là phải đến gần Bắc Ninh rồi mới điện cho em, thì em lúc mới cầm máy thì các anh bảo là đang đi đến gần đến nửa đường rồi. Em bảo ok các bác lên thì em sắp xếp. Vâng. Và bởi vì là ví dụ các chú các anh như ở Tuyên Quang rồi Thái Bình các thứ về cũng rất là nhiều anh ạ. Hải Dương rồi thì các anh chị em cũng về. Nói chung là tạo độ ngọt thì vẫn cần chị ạ. Lúc mà khi bắt đầu quả vào đường ấy chị thì vẫn tăng cường kali lên để nó tăng độ ngọt ấy. Thì nhưng quan trọng nhất là cái đội em ở đây thì có lẽ là làm độ ngọt nó cũng đơn giản hơn ấy. Cái đất này em thấy là làm nó hơi vất. Có vất không? Nó hơi cứng hơn rất đấy. Nhưng mà em từ lúc em vào từ vườn kia đến vườn này này em chưa thấy cái bệnh ấy, chưa thấy bệnh gì vết không. Cái bệnh sâu đục thân ở trên này chắc bọn anh không có đúng không? Đây sâu đục thân thì nó chỉ có một số sau khoanh này anh này. Nó ở tận dưới gốc cơ mà. Ồ thế à, đội em không có. Gần như là chưa gặp anh ạ. Bọn em ở dưới nó cái gốc này nó oánh cho thì nếu như mà mình không để ý bục luôn á. Nó tiện cho gọi là như thế nào một cái vòng ốc như đấy nó oánh chết cây luôn. À rồi rồi. Đội em trên này gần như không có luôn này, không có loại đấy. Chứ không phải là đây em chưa nhìn thấy. À đấy, còn các bác còn lấy tư liệu nữa. Lấy tư liệu về để còn báo cáo. Còn đây là cái chương trình của hội nông dân xã mà. Nên là đi thì phải có gần như là một cái đoàn tham quan học tập ấy các bạn. Có tư liệu báo cáo. Vải đây mỗi sào được bao nhiêu tiền? Phá thay cho nên là à vâng, tức là phá phải cuốc kiếc các thứ máy cuốc vào máy đảo đất thì đúng không? Có nghĩa để rồi, mình làm cái màu sen. Rồi 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 rồi. Máy múc nó vào thì thế là cũng như mà làm dàn là bằng cái gốc tre đấy gì? Gốc tre gai. Gốc tre đấy nó cũng cứng. Trên này nó hóp đá. Vâng. Anh cho hỏi cái táo mà táo xuân 21 này nếu chính vụ vào giữa vụ bán là giá thành nó thế nào? Tùy từng năm anh ạ, nhưng mà như nó năm, như năm ngoái là trên 30.000 anh ạ, 30-40.000. Đâu cân gọi là cân VIP cân to đấy. Đấy, tức là đều các thứ các năm đều năm trên 30.000 đến 40.000 hết. Còn lúc đỉnh điểm là 50.000. Đấy 50.000 thì đấy, như năm vừa rồi là xuân 21 này. Đúng rồi anh ạ. Như vừa rồi. Thì ở đây thì năm ngoái đỉnh nhất là 75.000 cân. Đài Loan đấy. 75.000 cân còn xuân đội em là đến gần 60. Tức là nó chênh nhau khoảng 10.000. Không mình chỉ cái năm vừa rồi thì anh biết là đều sốt giá hết không? Đều đúng chưa? Đấy, sốt giá thì đội em gần như là không đủ mua ở đây, cung cấp một ngày hàng nghìn tấn luôn ra thị trường nhưng vẫn không đủ mua và giá nó cực kỳ đỉnh. Giá từ hôm 20 tháng chạp, tức là tính từ ông công táo đi đến khoảng 28 là giá đỉnh nhất em phục vụ Tết đấy. Còn em nói chung đến thì mà táo vào trong lúc bán Tết nó được ít lắm. Vâng. Phần trăm nó nhảy hết ra ngoài Tết. Cái thời nếu mà bây giờ anh đăng ký kênh anh xem lại trên cái danh mục video của em ấy, anh có thể xem lại cái video cận Tết năm ngoái hoặc là cận Tết như năm trước ấy, anh xem cái lượng tiêu thụ một ngày như những cửa cân của anh chị em đội em đây một ngày 50 tấn mà nó hàng trăm điểm cân như thế, anh thấy khủng khiếp. Đấy tức là cái lượng xe về bốc đi khủng khiếp lắm. Nên lượng tiêu thụ rất mạnh. Rồi là mình có kia mà có táo trong thì nó cái giá nó không thể. Vâng. Đội anh có khi là về nó kết hợp và nó báo cái mình báo cho nó cái giá rất là nhẹ nhưng và nó nói là cái sản phẩm ra mà để tranh với cái giá trên này là không nhỉ. Tóm lại là táo dưới anh là không cạnh tranh được so với trên không em được. Không cạnh tranh được, đúng không? Bởi vì các bác ở làm các nơi khác cũng thấy là giá cao thì cứ bảo thế thì để anh trở về bảo em chỉ lo là anh trở về liệu anh có bán được giá như thế không. Còn ví dụ như ở dưới anh bán được 30.000 nhưng trên đội em giá 40.000 thì các anh đừng mong là các anh lên bán được, khả năng là không bán được đến 40.000 đâu. Ví dụ nó chỉ bán được 31-32 thôi, vậy thì công trở công chuyến thì nó có khi nó cũng chỉ như thế thôi đấy, kiểu vậy đấy. Thì cái giá thì ở đội em bao giờ cũng nó đỉnh nhất đấy. Táo xuân cũng có rất nhiều và táo đài cũng rất nhiều anh ạ. Đây là riêng cánh đồng này là chủ yếu là chủ yếu là táo xuân nhiều, nhưng dịch lên phía trên cách đây khoảng tầm vài cây số nữa thì lại chủ yếu đài. Đấy, chủ yếu đài nhưng mà cái lượng hoa đài nó cũng như thế này anh ạ.
cũng như này hôm qua hôm trước là em đi xem mà kim đại mật thì đây tí nha, mình sang bên này xem có, còn không thì em sẽ đưa ra vườn nhà em nhé. Vườn nhà em thì nó không ô tô không ra được thì đi nó hơi vất vả tí thôi. Bây giờ sẽ mời các chú canh lên phía phía mạn trên này thăm Đài Loan cũng như là xem có cái vườn kim đào mật với đại mật không nhé. Vì cái đại mật với kim đào mật của mình thì ở phía ngoài vườn nó khó đường khó đi, nếu không có đây thì mình sẽ đi xe máy ra và sẽ đi xe máy ra nhé. Đó. À đây có táo Đài Loan này. Đây Đài Loan đây. Đây Đài Loan đây nhé. Vâng. Đây cái mức độ nở thế này đã được chưa chú? Đây. Nở đây chưa? Chưa. Phải con hòa nhiều chứ thế này thôi chứ. Ờ thế nhưng mà dưới kia thì đã nhiều hơn thế này ạ. Dưới đây cứ nó cũng tâm thế này đổ này. À vâng, thế thì cũng thế thôi. Đá nhau à? Văn bản có khả năng đây trên đấy là chuồn cái xuân 21. Vâng. Ngọn đúng không? Cho nó thấp xuống. Vâng. Cái này sau có quả thì sẽ vít chú ạ. À, sau có quả sẽ vít xuống. Có nhiều vườn. Vâng, nhiều người thì cũng sẽ vít sớm, nhiều người thì vít muộn. Đài Loan. Vâng. Đông ăn thì bở. Anh phải dám khẳng định rằng là cái chất đất này. Con ở dưới Minh thì sống ra là cứ để những đống phân ca to lắm. Thử ra ở bác chiến có công nhận, nếu như mà táo đại ở trên đấy trông nó cũng sai chứ nó không khó đỗ quả như ở dưới Minh. Gốc như cúc bưởi. Cho nó toàn gốc. Ở trên đây cái đất này nó sẽ ấy hơn cho nên phải cúp cái này, còn nó ở dưới Minh thì làm gì phải cúp cái này đâu, đất mưa cái nó sụp lên. Nếu mà anh nói là cái táo đài này là cũng thu vào tháng 2 thì cũng được. Nói chung là cái tỷ lệ chín trước thì nó cũng không có, nhưng mà táo chín sau Tết thì nó vẫn thế, bởi vì nó vẫn là dòng táo muộn mà anh. Muộn hơn so với xuân mà. Đấy, còn đương nhiên là ông Xuân ông sẽ phải đi sớm hơn, còn có thể ở một phần nào đó thì em nghĩ là nó cũng sẽ sớm hơn khoảng dưới anh khoảng tầm 10 ngày đến 15 ngày. Tức là sớm hơn và có thể kết thúc vụ sớm hơn, bởi vì dưới anh thì cái mức độ ví dụ cái độ mà cây để nó già cây với độ khoanh cây mà như anh nói thì như cái vườn này nó khoanh cũng được rất là lâu rồi anh này. Cái cây rất là bự rồi. Thì dưới anh nó sẽ phải muộn hơn khoảng tầm nửa tháng so với ở trên đội em. Đúng rồi. Mình mà nhìn cái để nó phát triển ra thì mình nó cũng cái cành này lúc này vâng. Tương đương như cũng thế. Cũng tương đương. Vâng. Anh em đúng không? Vâng. Để mình tính từ cái thân kia lên này. Vâng. Là ở dưới mình là cái táo Đài Loan lúc này hoặc là táo đại nó cũng tương đương như thế. Vâng. Vâng. Đái cho nó xuống hết. Tức là kéo ngọn xuống. Kéo ngọn hết. Đây kéo hết xuống. Kéo như này xuống đúng không? Vâng. Ừ. Còn đây cây cách cây thì khả năng nó bị gần quá cho nên là không kéo được, cho nên mình phải để bỏng. Bây giờ anh em phải tính là cái độ của nó từ đây lên đây nó ra bao nhiêu rồi. Đúng rồi, cái này thì là có khi đội anh để dưới mầm thấp đúng không? Rồi. Mầm thấp còn đây thì nó ở chỉ ở tầm này xuống. Đúng rồi, mầm thấp còn đây mầm nó lên cao thì đương nhiên là cái tán nó sẽ vọt. Tán nó sẽ cái nào vọt bọn em cũng đều phải đi cho nó xuống. Vâng. Phải nắn xuống. Bây giờ có khi là anh em mình sẽ về xong rồi đi xe máy để ra cái chỗ đại mật kim đào mật nhé. Em đi thanh thôi, quanh người ra cái đại mật thôi. Cái chất lượng cái gông này em thích. Tức là thích cái giá đỡ đi ạ. Cái giá đỡ của cái này dưới em nó phăng vào hết, không để cái nào cả. Mỗi gốc này thuê mất 10.000 tiền cắt đây không phải cắt. Toàn phải như cái cỗ này này. Vâng. Cỗ này chỗ đi này. Đây là thằng đại mật anh nhé. Đại mật. Đấy còn thì ở chỗ này thì cây mà em đã để lấy cành lấy mắt ghép ấy. Đấy lấy mắt ghép giống này. Bây giờ nó cắt ra bao nhiêu cành tay xong lại lên mầm tiếp này. Đó, đây. Lấy cái này. Thế nhưng mà đây là mình cũng vẫn phải xen ở đâu một số thì em vẫn cứ để xen. Thực ra là vừa rồi là định là cắt hết nhưng mà cuối cùng là ghép nhiều mắt quá nên là vẫn để. Còn thế không thì thế có phải để mình ấy đây là không phải là để lấy phân chéo đúng không? Vâng, nói chung là cứ để trồng để lấy mắt lấy cây thôi. Đấy, còn cái quả thì nó hoa nó cũng bắt đầu ra tương đối nhiều đấy anh.
Đó, cái hoa thì nó cũng bắt đầu ra nhé. Đấy, còn đây lá đấy là lá đại mật này. Còn lá có thể anh nhìn đấy xem đây là thằng kim đào mật, lá to này, anh nhìn thấy anh phân biệt được rồi gì? Rồi rồi, đúng rồi. Đấy, đây, em là cái đây. Đây, thì đấy, giống này giống khác này anh này. Anh nhìn thấy chưa? Đấy, anh bảo thế là giống khác nhé. Đấy, kim đào mật. Đấy, giống nó to, nó nhăn như thế này nó khác. Kim đào mật này anh cho em hỏi là cái kim đào mật này thì nó cho quả mình như năm ngoái là một quả là một cân là mấy quả? Cân nếu anh chăm đẹp 4 quả anh ạ. 4 quả, 2 lạng rưỡi quả. 4 5 quả đấy đều đều thế. Thế cái này là hoa nó cũng tầm của Đài Loan anh ạ. Nó cũng hoa nó ra ngang đất Đài Loan. Vâng, hoa nó cũng ngang Đài Loan anh ạ. Hài lắm anh ạ. Sai đỗ đạt lắm. Ủa dưới em nó lại không đạt. Vâng. Đây, đây mức độ đây. Thằng đại mật với cả thằng kim đào mật thì thằng đại mật thì vỏ nó quả nó dày hơn. Chín để kỹ ăn thì rất là ok, còn nếu mà ăn xanh thì nó sẽ cứng cứng anh ạ. Đấy, vị trí tức là kiểu của nó như thế. Cái thằng đầy đai mật là nó táo đào vàng hoặc là cái táo chua chua sớm, cái thằng nào sớm nhất anh cho? Sớm thì thằng đào vàng đấy nhá. Nhưng mà cái anh ấy khó làm lắm, ở dưới mình tôi đã làm mấy năm trước đào vàng rồi, cái ý thì khó làm lắm. Đó. Lúc con gái quả nó rất đẹp nhưng khi bắt đầu nó chuẩn bị chín phát nó rụng. Dụng à? Nó rơi, nó dụng tầm có. Thế nhưng mà biết nguyên biết sao biết nguyên nhân dụng không? Anh có biết nguyên nhân tại sao? À đấy ạ. À. Thì do là ra cái vườn này thì phải đi xe máy các bạn ạ, nên là các bác anh chị em thì gọi cử hai đại diện ra vườn thôi. Nên là ra phía ngoài này để thăm cây đại mật kim đào mật cũng như là thăm một ít cây táo giống này các bạn. Đó, cây thì rất là khỏe rồi các bạn nhé. Khỏe re luôn. Cây đẹp. Cây vâng, đẹp. Cây đẹp lắm. Đây đại mật đây. Đó, lá nó khác, anh nhìn thấy ra cái nó to ngay không? Đúng rồi. Đấy, to ngay rồi khi lớn lên là nó sẽ vừa vừa lại nhé. Đây là đại mật này. Đây, còn cái luống kim đào mật kia, anh nhìn cái luống kim đào mật nhìn thấy khác không? Đó, nó khác ngay từ bé luôn. Đó, khi nào tháng riêng ra lúc ấy là hết cây là đội em sẽ cắt cành để ghép nêm. Còn thời điểm này là ghép mắt từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 đây. Đó, đây là kim đào mật đây. Đấy, lá rất bự luôn này. Đấy. Còn em dưới kia thì nói chung là cũng vẫn ghép vâng. Cả ấy như thế này, nhưng mà thế này là ở dưới là mình đi hạt thẳng hay là ở dưới đội em đi hạt thẳng chứ không đi bầu, cũng có đám đi bầu anh ạ. Có đám đi bầu nhưng có đám đi hạt thẳng. Đội em đa phần là cái cây này là đánh rũ rễ này, cái đám này đánh rũ rễ hết này. Đấy, còn đám trên kia là em đánh bầu, bác nào thích bầu thì bầu, mà thích rũ rễ là rũ rễ hết, nhưng mà đám này nguyên là toàn bộ là cấy hạt thẳng để rũ rễ đó. Nên là cái tầm mùa đông của mình đánh rũ rễ như cây sắn ấy, trồng rất khỏe. Hạt thẳng thì anh thường thường là bọn em dưới kia thì là làm hạt táo chua, còn anh thì làm hạt gì? Thu quá, thu sớm quá. Thu sớm quá. Thu hết táo ở trên này hoặc là vãn táo mới xuống. À vâng. Thế thì thấy ông trưởng đoàn ông ấy và ông ấy mới quyết định cho đi sớm để mình lên đây, không phải đi thăm quả mà gọi là lên đi để thăm cái kỹ thuật làm từ bây giờ. Làm hoa đấy phải không anh? Đấy, chứ không đấy, phải. À. Nếu như mà đi thăm mà có quả thì lúc ý ta lại và chỉ có xem quả thôi chứ làm xem, gì xem được cái kỹ thuật. Xem cái chất đất ấy. Vâng, vâng. Tức là thế thì em ấy lúc mà nghe điện ấy, em cũng giật mình luôn, em bảo vì là bình thường nếu các bác mà đi thì các bác thường hẹn trước. Đấy, thế là hôm nay bác bảo đi bảo ôi nhưng mà nó chưa đẹp, ôi có quả bảo không, thời điểm này thích lên xem hoa, các bảo vâng thế ok anh thì đó thì giờ lên đây để xem vâng. Cái kỹ thuật làm chứ và vâng. Nhưng mà có quả thì vâng táo, tức là lên tức là bây giờ lên là cái kỹ thuật gì được thăm cái kỹ thuật để làm hoa sớm đấy phải không? Vâng đấy. vâng vâng. Ông trưởng đoàn ông bảo là đi xem cái kỹ thuật làm chứ không phải là đi xem quả vâng. Táo là như thế nào, mình đã biết được rồi mà, biết vâng. Táo nó không khác gì nhau cả. Ừ, ở trên đây là cây giống đẹp của dưới em nào. Em mà khi chuẩn bị tầm 2 tháng nữa lên cây nó khỏe to lắm anh ạ. Cực kỳ khỏe, cực kỳ to luôn. Đây có sâu nó ăn lá một chút rồi. Gốc của nó, gốc thực sinh của nó to lắm. Mà cắt lên xong lực nó còn lên rất là ác luôn anh ạ. Khỏe lắm. Ở dưới em không phải nói, có những lúc mà em lấy phải lấy táo giống là nó chỉ cái bằng cái tăm luôn à? Đây này. À đây. Đây. Nó còn nhỏ hơn thế à? Đây, nó như thế thôi. Đây thôi, chứ nó không được như thế này đâu. Vâng, vâng. Nên cho nên trồng nó nâu lắm. Vâng. Cái cây táo của ở dưới em mà để mà trồng táo tân này thì nó nên chậm lắm. Vâng. Bởi vì họ làm
cây giống kém. Đã. Và có khi anh em mình tầm này thì tầm này cũng gần 12 rưỡi anh em mình về ăn cơm đi. Vâng, vâng. Vâng, tầm này cũng là trưa rồi, mời các bác về nhà ăn cơm. Là nó như thế này. Vâng. À, thằng này loan. Đấy. Đây. Đây là khoanh trước rồi anh ạ, khoanh một vết trước này nhưng mà chưa xuống cây vì cái vườn này là bón khỏe quá, nó lá nó rất là xanh anh hiểu không? Lại làm một lớp lốt to tướng nữa. Thế nhưng mà em cũng thấy cái rất vô lý, đã khoanh rồi đã để ngăn nước rồi mà lại tưới như thế thì là nó hơi bị nghịch đúng không? Đúng rồi. Vì mình đã khoanh thì không được phép tưới nước. Ừ, đúng rồi. Để hạ đang để hãm nước mà. Đang hãm nước. Đúng rồi. Mình lại tưới nước thế này. Đấy, thế là vẫn cứ bón phân và vẫn cứ tăng mạnh lên, thành ra là nó cũng cái kỹ thuật này là nó bị sai. Và bởi vì mục đích chính của mình khoanh kia là để cho nó ngăn nước và vâng. Cây. Thôi được rồi, thôi bây giờ anh em mình sẽ về ăn cơm nhé. Tầm này trưa rồi. Bây giờ về ăn cơm. Đã rất là trưa rồi đấy. Các anh chị ơi vào ăn cơm luôn đi ạ. Tầm này. Đây. Em mời các bác nhá. Đây em đây, món này món gà đồi đây. Đây, anh Chiến này, mời anh. Đây anh. Đây. Anh ơi. Em mời anh. Anh ơi, em mời. Cho mời chú. Vâng vâng. Sâu và chú đây cơm đi, em trai nữa đấy. Thôi chỉ uống hết chỗ này thôi rồi, cho đi ổn nha. Các anh em giờ sẽ sang rau lưng. Vâng, ok anh. Em thấy vui quá, em sang đây để rau lưng với ba các anh. Đây là mấy anh em đứng lên là gọi là đại diện. Đại diện. Đấy là đang còn tính hát A đủ tên. Vâng, vâng. Diện tích như thế rất là lớn anh ạ, so với trên em là lớn đấy. Bởi vì trên em này diện tích nó còn nhiều khi manh mún hơn dưới các bác. Vâng. Dưới ý thì là đất. Vâng. Thì ai cũng nói rồi là ấy, nhưng mà mình gần như là anh em nó đứng lên thầu khoán. Vâng. À tức là thầu. Mình nhận thầu. Thầu được. Mình nhận thầu lại. À vâng, thế thì rất là rộng anh. Một số đất quý hai của. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Đã, anh em mình nói chuyện nào. Thôi em trước hết em xin cảm ơn gia đình. Và thứ hai là cảm ơn anh đã đưa chúng em đi thăm những cái mô hình của anh, em thấy rất là thích mà các em đây còn phải hỏi. Dạ vâng. Thứ nhất là trên anh và các anh ở trên đây. Thì em còn đi rượu để chúc sức khỏe tất cả các anh với gia đình nhà mình. Vâng, cảm ơn các anh nhé. Cảm ơn gia đình nhà mình và cảm ơn anh. Vâng. Chúc các anh năm nay vụ mùa bội thu. Vâng. Được giá luôn và được và vâng, anh nhé. Vâng. Ước chúc nhau được. Cảm ơn anh nhé. Vâng, ok anh. Thế xin chào các anh nhé. Rồi ok, anh nhá. Rồi hẹn gặp lại. Thế chương trình của mình thì về luôn hay còn có một cái chương trình nào nữa không? Có khả năng là anh em này về khu đằng dưới kia. À dạ vâng. Tức là tiếp tục là trên đường về đấy anh. Vâng ok anh. Đây chuyện. Cho anh em đi. À dạ vâng, gọi là một ngày để đi tham quan học hỏi. Vâng. Đây thì cảm ơn tất cả các anh nhé đã dành tình cảm cho em. Đấy và chúc anh sức khỏe. Bội thu nhá. Vâng. Ok anh. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Em chào các bác nhá. Anh. Và chia tay các bác về gọi Hà Nội rồi. Đây, một lần nữa xin chào cảm ơn các bạn. Rất bất ngờ cái chương trình ngày hôm nay các bạn nhé. Các bác ấy đi lên đường ngang đường các bác cũng điện mà chưa liên hệ lần nào luôn.
Cũng rất là may mình hôm nay cũng ở nhà và đã sắp xếp để đón các anh chị. Thì cũng khoảng thời gian khoảng vài tiếng thôi. Thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã luôn dành tình cảm cho kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Vẫn xin chào và gặp lại. Và chia tay các anh chị về dưới nhà và chúc các anh chị vụ mùa bội thu. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo.